đi chơi rồi coi cái nè, cái mặt nè hớn ha hớn hở lên nè đó, có các bạn xem nè, đi chơi là vui lắm, mừng lắm, được đi ra đường á, đi chơi đi bộ đồ á, là ngồi lên xe á là ngước cái mặt ngước ngó ra ngoài vậy đó, nhìn bạn thấy không, nhìn cưng ghê không. Mát tê nè, im mày cứ nè. Rảnh dẫn cho em Momo đi ra đường, đi tập thể dục, đi bộ ngoài đường. Này đã gần 6 giờ rồi mà vẫn còn nắng như vậy nè. Đúng là mùa hè này trời nắng ghê luôn á mọi người. Mô nó cả, nó cả, nó cả. Có đi ra đường cho nên á, em này được lâu lâu được đi ra đường các bạn hả, kéo dây chạy lung tung hết trơn các bạn. Ở bên Nhật này chó của người ta bên Nhật này á, là mỗi ngày á, là ta phải dẫn nó đi ra đường cho nó tập thể dục, còn á, em Momo nhà này nè thì đang mất đi làm cho nên là không có thời gian dẫn em đi ra đường, nên là lâu lâu vậy cho em đi ra đường cái giống như là em giống như là gặp được cái gì ảnh mừng lắm, ảnh kéo dây em chạy lung tung hết trơn. Cưng đi cứ, đi cứ. Đây là cho đi bộ đi vòng vòng gần sớm nhà Trang nè, đi vô mấy con đường hẻm nhà Trang á, thì nằm ở ngay mặt đường đường lớn, còn này á, mình đi vô trong mấy cái hẻm nhỏ gần ở nhà Trang nè. Trang sẽ quay cái cảnh mà nhà ở bên Nhật này cho các bạn xem. Nhà ở bên Nhật này á, nó cất nhà theo kiểu mà giống như là nhà gỗ, nó công ty mà nó làm nhà là nó sẽ
nó làm cái sườn gò sườn nhà sẵn rồi, xong rồi cái là nhà mình nó đã đo kích thước sẵn, nó làm cái sườn xong rồi nó chỉ có đem đến đây và nó ráp lại thôi. Nhưng mấy cái nhà này các bạn nhìn xem cái tường của nó cũng giống như là tường xi măng vậy đó, nhưng mà thật ra nó không có phải, không phải tường xi măng. Ô, đá mé vô mốt cơn. Thôi đấy. Hôm nay nhà Trang buổi chiều Trang không phải nấu đồ ăn chiều, bởi vì đã có đồ ăn sẵn hôm qua đã nấu rồi để trong tủ lạnh, cho nên là hôm nay có thời gian rảnh dẫn cho em Momo này đi tập thể dục. Ôi, có mấy căn nhà này ở đây giờ, hôm trước ở đây là miếng đất trống mà hôm nay giờ cất, ta mới cất nhà lên có người ở hết rồi. Nhà đẹp quá. Nhà mới cất luôn đẹp quá. Naka. Mấy căn nhà này ở đây, một dãy nhà ở đây là người ta mới cất không rồi các bạn. Nhà Trang đó là cũ lắm rồi. Nhà Trang mấy chục năm rồi, cũ rồi. Còn nhà ở đây là nhà mới cất không, chưa có người ở luôn. Mấy căn nhà ở đây đẹp ghê á. Bãi đậu xe rộng hết sức luôn không? Giờ đi ra tới con đường lớn rồi các bạn. Rồi bên đây có căn nhà mới vừa mới cất. Đây nè, có hồ bơi. Đẹp hết sức. Nhà rộng gì đâu luôn. Bên Nhật nè các bạn, nhà ai thấy ở à, không ai quan tâm tới ai hết trơn, không có ai chơi với ai hết, không ai quan tâm tới ai hết, nhà ai thấy ở. Ngồi cứ cơm không? Lên trong là chạy được 60, lên giữa chạy được 70, là lên ngoài chạy từ 80 cho đến 100. Đây còn bãi đất trống, lùm cây đất trống. Hồi xưa Trang mới về đây ở là toàn là cây to vậy không à. Nhà thưa thớt lắm, ít nhà lắm. Mà bây giờ thì thôi, nhà kín hết trơn luôn rồi. Đẹp ghê không các bạn?
corona cho nên giờ dắt chó đi ra đường cũng phải đi vòng vòng ngoài đường cũng phải đeo khẩu trang vậy nè các bạn, không dám bỏ khẩu trang ra. Mệt chưa, đi về tắm nha, đi bộ nãy giờ rồi giờ đi về tắm nha nha. Ừ, đi về tắm nha nha, đi nãy giờ đi bộ ngoài nhiều rồi giờ đi về tắm nha nha, đi về tắm cho sạch sẽ đi rồi ăn cơm nha. Trên đây có hai bạn đang đi tới cho nên ảnh cứ cà sừng lên ảnh ảnh đòi. Có hai bạn, một bạn thì cái giống cũng giống ảnh, còn một bạn thì cái giống khác, ảnh mừng ảnh đòi cho nó xuất tục. Đi giờ mình sẽ đi về, giờ đi ra ngoài con đường lớn này đi về nhà nè. Ý cơ. Bên cái ngôi nhà màu đỏ đỏ bên đây nè các bạn, là đây là nhà trọ đó, nhà trọ mà bên Nhật này nó cất nhà trọ đẹp hết sức luôn, nhà trọ hai lầu.